Tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5, giai đoạn 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự và chỉ đạo đại hội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao phong trào thi đua ngành thanh tra về sự đổi mới, sáng tạo, có chiều sâu, với nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiêu biểu. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ rõ, còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Một số kết luận thanh tra có chất lượng chưa đạt yêu cầu. Còn có một số địa phương, bộ ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo. Chưa gắn việc tiếp công dân với đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, toàn ngành thanh tra cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, qua đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn sai phạm. Chú trọng xây dựng ngành, lực lượng thanh tra trong sạch vững mạnh, đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo chỉ thị số 34 ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng.